Dạ, con xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Chúc quý cô chú ngày mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui ha. Hôm nay tiếp tục con mời quý chú ghé lại vườn của em Song, bonsai Song Thịnh, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp ha chú, để giới thiệu đến quý chú một số cây nữa. Đặc biệt hôm nay có sam hương nhiều ha, sam hương, sam trái, bông trang, bông giấy. Nói chung là cũng khá là phong phú đa dạng các loại luôn. Thì cũng giống như mọi khi ha, cũng mời quý chú cùng xem và ủng hộ cho em. Rồi anh chào Song ha. Dạ, chào anh khách, chào tất cả cô chú đang xem kênh của Lục Tỉnh Miền Tây. Và nhà vườn bonsai Song Thịnh, con hôm nay có xin được giao lưu đến cô chú anh chị một số phôi như sam hương, sam núi trái, với lại một số bông trang, bông giấy ha. Bông giấy. Xin giao lưu qua số điện thoại là 0824 318 418, cũng là số Zalo của con. Dạ rồi, giá mềm dễ chơi ha chú, Dạ. nhiều cây bonsai giá dễ thương lắm luôn. Rồi đầu clip là Và đầu tiên mã số 1. rễ qua giấy đã vô chậu thành phẩm rồi. Cái này mình tận dụng từ cái rễ em ha. Dạ, một Rất là dễ combo. thương của chú. Mấy thứ này để bàn hết sảy luôn. Để bàn làm việc đâu này nữa ha. Dạ. Đó. Một combo vậy Combo là 3 cây. ba cây Cái này coi như là mã số 0 đầu tiên ha. rồi. Thân nó bằng ngón tay mình thôi chú ơi, Dạ. ngón tay Thì cái này nó có là ba cẩm cây thạch. Cái này là chiều tím ha. Là tím lá vàng, cẩn thận gọi là chiều tím. chiều tím ha, Dạ. tím lá vàng, Dạ, tím lá vàng. lá nó khác biệt em ha, Dạ. lá nó không phải xanh như mấy người kia Dạ, ha. còn Cẩm này là thạch cẩm thạch. rồi, Dạ. Rồi ba mã số cây 0 đầu tiên này con xin giao lưu là 450.000, là gồm là 3 cây. Dạ. 450, Dạ, con ba xếp cây, luôn cái chậu này chậu sứ. ba cái chậu chiều tím hết rồi chú. Dạ. Đó. Rồi Dạ. đổi giúp anh luôn ha, Dạ. ba cây như thế là 450 thôi. Dạ. Mã số 2 là cây trang ha. Trang này coi như là gần thành phẩm ha. Giờ cô chú anh chị mình vô là cái chậu mình bư đế ra ha. Dạ. Đây là bông búp rất là nhiều rồi. Trời, cây tàn tự nhiên luôn. Đây là mã số 2. Có Số số 1. 1 chứ, hoành 11. Anh 11. Chiều cao là 31. Dạ. Dạ. Tán ngang là 26. Một cây trang đỏ. Dạ. Cái này con xin giao lưu là 250 ngàn ạ. Dạ, 250 heo chú. Dạ. Rồi, tiếp tục giúp anh luôn. Rồi, tới sam Dạ, hương. mã số 3 là cây phôi sam hương ha. Số Số 2. 2 của anh. Mình lộn nãy số 0. Sam hương quái. Dạ, sam hương. Chỉ có mặt cắt duy nhất là mấy mặt cắt chân cành thôi em ha. Ngoài Dạ. ra là cây thì Đây mới là lên ha. dạ, không 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 tì vết, không sẹo ha. Dạ. Rồi. Chiều cao là 35. Không sâu không sẹo nha Dạ, cô chú. tán bay là 29. Hoành con đâu vị trí này là 25. Dạ, Rồi. tổng cái bệ đế này là 55. 55. Dạ. Mã số 3 đây con xin giao lưu là 350 ngàn. Số 2. Số 2, lộn rồi. Mã số 2. Rồi. Dạ, 350 ngàn. Con bao ship. Dạ. 350. Tiếp tục luôn. Đây. Tiếp theo mã số 3. Số 3. Dạ, cũng là khoai sam hương. Dạ, Sam hương Đài Loan. Dạ. cây này nó có cái rễ bên Dạ. đây nè chú. Quái Rất là ha. đã Dạ, nhìn rất ha. là Nếu đẹp không ha. có rễ này thì hơi hơi ấy, nhưng mà có Dạ. cái này thì cắm xuống thêm cái nữa, chừng Dạ, quái còn mặt sau ha. ngọn ngóc Đây. lên đúng Như đúng là dáng một luôn. cái con thú đang đang ấy ha, Ngửa đầu lên em ha. Dạ, ở đầu lên. Con kỳ lân. Dạ, cao 30. Rồi. Này ngang này đây, ngang này là 22. Hoành ở đây vị trí này ha, vị trí này. Rồi, rồi. Là 19. 19. Dạ, tổng bệ cũ thì 40 ha. Giá sao đây? Dạ, cái này con xin giao lưu là 300 ngàn ạ. 300. Rất là dễ chơi ha chú, ủng hộ cho Đây em là mã xong số ha. 2 ha. Dạ. Dạ. Cái này khéo lắm. Dạ, mã số 3. Số 4. Số 4. Rồi, số 4 ở ngoài. Số 4 cũng là sam hương Đài Loan. Dạ. Số 4 sam hương Đài Loan. Cái này cũng khá đơn Chiều giản. cao là 23 ha. Tán ngang này 20 đi. Hoành 21. Rồi. Giá Dạ. luôn. Cái này con xin giao lưu là 200 ngàn. 200 thôi em ha. Dạ. Rồi, mã số 4 200 ngàn. Số 4. Rồi, tiếp tục luôn. Mã số 5. Số 5. Cái này cũng có vài cái co hết trơn ha. Dạ, cái này co rất là đẹp ha. Rồi. Co rất là đẹp.
Dạ, có chiều cao là 30. 30. Dạ, ngang là 20. Hoành là 24 ạ. Rồi. Nhiều đây. Dạ, mã số 5 này xin 300 ngàn, 300 ngàn ạ. 300. 3 chiếc, dạ, mã số 5. Rồi, đổi luôn em ơi. Mã số 5. Số 6. Số 6 là một cây khoai trang ha. Khoai trang. Dạ. À, tất cả các cây trong vườn mình đều có số lượng em ha. Nếu dạ. mà quý chú nào có nhu cầu nhiều nhiều thì dạ có số lượng ạ. Có giá giảm bớt ha chú. Dạ. Rồi. Mã số 6 này, cây trang này đây, nguyên một dạ. cái cục sụ đây nè. Số 6 này có chiều cao là 22. Dạ. Tán bay là 22 luôn. Phần đầu vị trí này là 20. Dạ. 20. Da cốc có lên ha. Lên da cốc. Dạ. Xù xì. Mã số 6 này con xin giao lâu là 550.000 ạ. Cây thì liên lạc thấy cô dạ. chú. Đó, nhìn cái mình đó nè. Số 6 550.000. Cũng dáng thú luôn, nguyên con thú ngồi. Tiếp luôn em ơi. Mày có cái cây gì đây dễ thương quá, cái mai ha. Dạ cái mai. Cái mai nữa ha, mai vàng, mai dảo. Dạ mã số 7 là xăm núi trái ạ. Cái này tàn tự nhiên, dạ. Tàn tự nhiên về cui hết ha. Này dạ. mới ra chậu nha. Cái này trồng trên chậu hồi nhỏ mới cắt cái chậu ra. Dạ. Rồi, tàn tự nhiên. Dạ. Cứ ngắt luôn đó chú ha. Cắt càng ngày mới mốt lên san hô luôn. Chiều cao là 25. Tán ngang là 26. Quanh đâu vị trí này là quanh chính. Rồi. Dạ số 6 này con xin cho lưu là 250.000 ạ. Số 7 ạ. Số 7 250.000. Số 7. Dạ. Tiếp tục luôn. Số 8. Số 8 một cây sam khá lớn em ha. Dạ, sam trái khá lớn. Dạ cây tự nhiên luôn. Cái bệ cũ nè chú. Người trái đế luôn. Rồi. Cây có chiều cao là 37 ạ. Tán ngang là 40. Hoành đâu vị trí là 31. 31 cái cũ 13 luôn. Chứ. 13. 13. Đó cái cũ bự này cho mạnh luôn. Cái cũ tròn này nè. Đo tổng cái này là đúng rồi. Cái bệ này nè. Da này 60 ạ. 60 ha. Dạ. Rồi, này đế trải ha. Này số 8. Cái thân thì cũng chi cành zin không dạ. có sữa ha. Zin dạ. Tự nhiên. Mã số 8 là con xin Zalo là 300k. 300.000 bao ship mà. 300 thôi dạ. chú ơi. 300. Đó, về muốn sửa dây thì lọc lại. Số 8. Rồi. Số 9 ha. Số 9. Số 9 là cây giấy. Ngoài giấy Mỹ toàn zin ha. Zin dáng bay đổ. Có cái cò cũng khá độc đáo của chú ơi, nhỏ nhỏ nhưng mà dễ chơi. Dạ. Số 9. Này cái tán bay của nó qua đây ha là 45. Dạ. Quanh nó vị trí là 14. 14. Dạ. Mã số 9 này con xin giao lưu là 300.000 luôn ạ. Muốn đổ hẳn thì nghiêng tí nữa là nó đổ vậy nè chú dạ. cũng được luôn đó, ha. Đó, dạ. Em nhìn mà. Dạ, đổ rồi, đổ sâu nữa cũng được luôn. Dạ, rồi. Mã số 9 300, hôm qua xếp ba luôn cái chậu cho mình ạ. Cây đó đẹp quá chú ơi, cây đó mã số 10 đổ hơn nữa đẹp. Đây. Này dạ, cũng cái đổ. Này cũng đổ nữa thì như vậy cũng được. Đúng rồi, cái này dạ. cũng đổ vậy được cũng được. Mà chiều này cũng đẹp nữa nè. Dạ. Này là cây zin của nó luôn ha. Rồi, hai ba cái co nó cuộn với nhau dính dạ. đây. Dễ chơi chú, mấy cây này để bàn đẹp lắm luôn á. Dạ. Mấy cái này. Cái này ra bông zin đó là dạ, tầng bay là 39 ạ. Rồi. Mình đo đại cái này đi ha. Là 11. Rồi. Rồi, mã số 10 là xin Zalo 300 ngàn luôn. 300 thôi hết dạ. chú. Rồi. Đây, này lựa mấy cây dán đổ độc độc không ha. Này đổ cuộn quái nữa. Dạ. Rồi. Này 11, mã 11. Chiều bay là 34 ha. Rồi. Dạ, hoành đâu vị trí chỗ này đi. Tham khảo thôi, nó cũng nhỏ rồi quý chú. Là 11 ha. Dòng nữa giúp anh. Dạ. Mã 11 này cũng 300 ngàn luôn ạ. 300 thôi ha. Dạ. Rồi, 11. Tiếp tục luôn. 12 là cây mai vàng, mai dảo anh ha. Dảo Bến Tre ha. Dảo Bến Tre. Dạ. Cây màu ha. Dạ. Clip này có 2 dạ, cây. 2 cây. À, cái dáng nó cũng độc lắm quý chú ơi. Dạ. Này để bàn ha, Tết mình đang về nhà mình chưng. Rồi, để bàn nhỏ gọn.
chiều cao là 21, cái tán ngang của nó là 30, hoành là hoành 6, giữ tính 6 ha. Được cái là nằm chậu rất là lâu rồi ha. Dạ, cái này thì chậu, cái này ra là giá bông luôn đó. Để bà rất là đẹp. Rồi, giá luôn. Dạ, mã 12 là con xin Zalo là 300 ngàn luôn ạ. Dạ, 300 luôn. Dạ. Rồi. Đây 13, 13 cũng mai vàng ha. Rất là quái ha. Ngày 2 ghế đang nhau như thất bính ha. Rồi, cũng mai dảo luôn ha. Dạ. Chiều cao là 25, tán ngang 30. Hoành đâu vị trí này là hoành 8. Rồi, một cây dạ. Mai vàng nữa heo chú. Mã 12 là con xin Zalo là 250 ngàn ạ. Dạ. Rồi, 250. Tiếp em ơi. Tới gì nữa đây? 12, thằng ra là khoai trang đây. 14. 14, có chiều cao là 25. Bay là 20. Hoành 18 ạ. Trang đỏ hả? Dạ, trang đỏ, trang thái đỏ. Dạ. Mã 14 là con xin Zalo là 300 ngàn ạ. 300. Dạ. Về mình tùy các loại heo chú. Dạ. Rồi. Đổi luôn. 15. Chiều cao là 20. Tán ngang 16. Hoành 15 ạ. Rồi, 15. Mã 20. Mã 20 là xin Zalo 300 ngàn. 15 hả? Rồi, dạ, mã 15. 15 300 ngàn. 16. Mã 16. Này nó cũng tượng mạnh ha. Chiều cao là 18. Tán ngang 18. Hoành 13. Này nó cũng có cái cũ đặt em ha. Dạ. Cây nào cũng có cái cũ đặt cái gì chứ. Dạ, mã 16 đây cũng 300 ngàn luôn ạ. 300. Rồi, 17. 17 là cái giấy này đây. Giấy đây ha. Dạ. Giấy, đa số giấy cũng khá nhiều của chú ha. Dán quái quái không. Cây này là đỏ gì đây? Đỏ dưa hấu hả? Đỏ đuôi cáo. Này đỏ đuôi cáo hả? Dạ. Này kêu Mỹ đỏ luôn ạ. Rồi. Cây này trồng dán đỏ ha. Từ cái rễ nữa em hả? Dạ. Này chiều bay nó 25. Dạ, từ cái rễ mình ra một cây màu. Dạ, quỳnh 10. Này 17. Mã 17. Mã 17 này con xin Zalo 300 ngàn ạ. 300. Xếp luôn cái chậu cho mình luôn ha, bao xếp ha. Dạ, cây dán đỏ ha. Tiếp tục luôn. Mã 18. Đây là cẩm thạch tím ha, siêu bông ha. Cẩm thạch lá nhỏ siêu hoa. Dạ. Chiều cao là 35. Tán ngang là 23. Màu tím. Hoành là 9 ạ. Rồi. Dạ 18 đồng xin Zalo là 250 ngàn. 250. Dạ. Cũng thích hợp để bàn luôn. 10. 9. Là một cây... chén gì đây? 19 là khoai giấy Mỹ mình ghép để coi 5 màu ạ. À, trên này có 5 màu luôn dạ, em hả? Dạ, 5 màu. Cái này là 5 màu. Dạ, là mã 19. Dạ. Rồi. Đo chiều cao. Đỏ rồi tím dạ. Rồi đo tán bay mình là 56 ạ. Tím tuyết nữa phải không em? Đây là gì? Rồi tán ngang là 50. Rồi. Hoành đâu vị trí này là 17 ạ. Tím lá vàng nữa hả? Nói chung là 5 màu. Đó, cái đỏ này là đỏ gì đây? Cái này là thái đỏ. Thái đỏ. Này là trắng thái luôn ha. Trắng thái. Cái này là tím pháp. Rồi. Bên đây là tím tím tuyết. Tím tuyết. Rồi. Còn bên này là tím lá vàng. Tím lá vàng. Đây là mã 19. Mã 19 này xin Zalo là 450 ngàn ạ. Tới 6 màu luôn hay gì đó. Dạ. Còn tím cẩm thạch nữa. Dạ, còn đây là cẩm thạch tím nữa, là dạ, 6 màu luôn. 6 màu. Dạ. Nhiêu em? 19 này 450 ngàn ạ. 450. Dạ. 6 màu ha vui dạ. Chú. 6 màu. Dán cái này nó không có bị gì nha chú, tại da nó đen dạ. Thôi. Chứ ngoài ra cây không có bị gì hết.
tiếp tục luôn. 20. Em để bàn xây xích trong cũng được. Xong rồi. Rồi. 20. 20 là cây cẩm thạch tím ạ. Cẩm thạch tím. Dạ. Đây là bộ rễ quái ha. Cây mini bonsai ha. Hai cái bộ rễ bộ song song có hai cái rễ đẹp. Chiều cao là 34. Dạ. Tán ngang là 29. Này hoành thì chắc hoành chính ha. Dạ, nhỏ mình dày đặc ha. Dạ. 20. Dạ, mã 20 này con xin giao lưu là 250 ạ. 250 thôi. Dạ. Dạ. Xếp luôn cái chậu này cho bao xếp ha. Này lên đại diện một cặp ha, số lượng còn nhiều. Rồi, na ná giống vậy em ha. Dạ, na ná luôn. Đây. Dễ sổ, dạ. Đặc biệt cái tàn nó rất là mạnh của chú. Ghép tới 4 năm bò. Chiều cao là 35. Tán ngang là 28. Quần này hơi lớn hơn nãy chút. 13 quần 13. Và mã 21 này cũng 250 luôn ạ. Không bao xếp luôn. 250. Dạ. Rồi. 22. 22. Cái rễ qua giấy luôn ạ. Cái rễ bonsai ha. Rễ qua giấy. Nó có hai màu. Là trắng tiết và tím tiết. Rồi. Dạ, khi đi về con sẽ cắt ngang đây ha. Cho mình đâm tựa cây về mình vô dây mình làm lại cái tàn mới ha. Tại cái này thằng để ngoài kia trong bóng mát nó ra cái thực vật nó dài quá. Người ta chiều cao tới đây là 27. Tán ngang này thì khỏi ha. Khỏi đây rồi. Nó thân thôi. Dạ, mình 15. Thì chú biết hai màu thôi ha. Dạ. Trắng tuyết và tím tuyết. Dạ, 22 là con xin giao lưu 250.000 luôn ạ. 250. Dạ, 22. Rồi. Rồi 23 đây là cẩm thạch ha, là dễ qua giấy ghép ha, cái cẩm thạch tím. Chiều cao là 25, tán ngang là 23. Vành đâu vị trí là 11 ha, giống cây gậy vậy ha. Đây. Rồi 23 là con xin giao lưu là 250.000 luôn. Bao xếp, bà xếp luôn cái chậu ha. Dạ. Dễ thương lắm của chú, cái này mình để bàn nhẹ nhàng. 24 là tiếp tục là sâm hương này lon ha. Chiều cao là 35. Hoành là 21 ha. Dạ. Trọng cái bài là 50. Rồi mã 24 là 34 là xin giao lưu là 24 là xin giao lưu là 300.000. 24 ha. 300.000 thôi của chú. 300. Anh luôn. Rồi, 25 cây rất là quái đẹp ha. 25 cây rất tròn. Chiều cao là 32. Hoành đâu vị trí là 20 ha. Dạ. Dạ, mã 25 này xin giao lưu là 250 ha. 250. Tiếp tục giúp anh luôn, một cây quái khác nữa. 26. Này nó cũng có cây rễ giống quái ha. Chiều cao là 26. Hoành đâu vị trí là 19 ha. Rồi. Dạ, mã 26 này 250.000 luôn ạ. 250.000. 26. 26, 27. 27 rất quái luôn cây này. Chiều cao là 30. Hoành đâu vị trí này. Hoành đâu vị trí này là 18 ha. Rồi. Dạ, 27 này xin giao lưu là 250.000 luôn ha. 27. Tiếp luôn. 28 là cây gì đây? Đó, sâm hương thì vẫn có số lượng hay không chú? Nhiều. 28 là một cây trang trang đỏ sai, ha, trang đỏ, thái đỏ ha. 28 chiều cao là 25 ha. Tán bay của nó là 54. Rồi. Vành này thì vành bằng ngón tay thôi ha. Ngón tay thôi. Dạ. Đây, mặt này. Dạ. Mình để mình trưng cho mặt này. Dán giống như cánh quạt vậy đó. Dạ. Mã 28 này con xin giao lưu 300.000 ạ. Cái này mình dầm vô cái chậu mình để bàn ha. Dạ. 28. Khỏi phải vô dây gì hết. Đỡ dây dây. Tại đều đẹp luôn rồi. Cái này đi. Cái trang nó đi. 29. Trang. Dạ. Đỏ nữa. Trang thay đỏ luôn ạ. 29 này có chiều cao là 23. Tán ngang 21. Hoành 11. Rồi.
Mã em chín đang xin Zalo là 250.000. 29 ha, thay đỏ ha. Dạ, 30. 30 cũng thay đỏ luôn ha. Cái đang bốc bông ngần ha. Chiều cao là 23. Tán ngang là 20. Quanh 10. Rồi, giá sao đây? Rồi, 30 này cũng 250.000. Thay đỏ mình đang có bông ha, cô chú anh chị. 30. Rồi, 31 là cái gì đây? Nhiều cây quá, không biết bốc cái nào luôn. 31. 31. Cây giấy tàn viên ha. Giấy bị lên. Dạ, với mày. Không, nó cuộn cuộn đây. Dạ, cái chỉ nó, cái này luôn đi em ơi. Cái này nó đang bị kiểu như mình đi cái nó chạy trước á, nó cũng kéo thẹo, nó kéo đây ha. Rồi. Thì này về về cô chú chị mình vô dây lại ha, mình lập tàn ha. Cuộn 31. Chừng này có chiều quá. Cao là tới đây thôi. Thì ra là 32. Cái hoành này nó cuộn này à. Đo đại cái vị trí này vậy ha. Đúng rồi, em đo cái vị trí cái đó đi. Chỉ đây là 26. 6. Rồi, dưới này sẽ nhỏ hơn. Dạ. Dạ 31 này con xin Zalo 300.000 ạ. Rồi, giữ vị trí này giúp anh. Đây. Dạ. 300 em hả? Dạ, 300. Mình vô dây mình lập tàng viên. Thực ra cái này với cái này bỏ luôn cũng được nữa cô chú. Dạ. Không ảnh hưởng gì 300. Hết luôn. Tiếp luôn. 32 là một cây tăng đỏ quá. Rồi. 32. Tàng viên với Mỹ luôn ha. 32. Có chiều cao là chiều bay này là 50 ha. Một cái thân thôi của chú ơi. Cuộn cuộn vậy đó. Mình đang vị trí là 20. Rồi, quay bên kia cái nữa cho anh giá luôn. Rồi, mã 32. 32. 32 quái heo chú. Bác có xin Zalo là 450.000 ạ. 450. 450 mình tặng tự nhiên ha, mình cái này đậu lắm luôn. Để dán đổ này ha. Cũng được. Cũng được. Dạ, bay cũng được. Cũng được. Dạ, 32, 450.000. Bài quái. Ba mươi ba cũng là với Mỹ ha. Rồi, cái này thì mạnh tàn em ha. Dạ, tàn này tàn mạnh, tàn này đã ra bông chuẩn, rồi chuẩn bị cho bông rồi. Dạ. Mấy cái này là chuẩn bị cho bông hết. Chiều cao dưới mặt chậu lên đây ha là 43. Đường thân nó đi khá độc đáo ha. Tán ngang là 43 luôn ạ. Dạ. Này sắp phố tiểu cảnh cũng đẹp á. Dạ. Vành đâu vị trí này 17 ạ. Mình vô cái dĩa dài dài sắp phố tiểu cảnh cây này cũng đẹp á. Nó đi cái đường thân nó là dạ. 33 là con xin cho lâu là 850.000 ạ. Một thân một thôi. Dạ, một thân nó có cục bú ha. Tặng thêm cái cục này luôn. Cục này cục bú. Khuyến mãi thêm cái cục đó luôn. Rồi, đổi giúp anh luôn ha. 34. 34. Rồi để bằng xay xích vô này cũng được. 34. Dạ, cây này là rất là dữ ha, cây này. Cây này dữ ha. Dạ, cây này nguyên một cục. Cây này to. To. Đây, tàn cũng khá mạnh rồi. Cứ cứ thế mình cua nó lại là nó mạnh lên thôi chú ơi. Dạ, cái tàn bay này nó là 66. 66. Tán ngang là 40. Mình đo vị trí này là 26 à. Dạ, đổ đổ treo treo. Dạ, cái bệ này là cái bãi này 36 ạ. Rồi, vừa nhịn vừa quay cho anh vòng nó đi. Không có bị gì hết trơn ha, dạ, liên lạc ha. Sạch sẽ. 34. 34. Dạ 34 là con xin cho là 700.000 ạ. 700. Ship luôn cái chậu này cho mình luôn ha. Rồi. Green heo chú. Dạ. Mỹ Green. Đổi giúp anh luôn. Rồi tiếp tục luôn. 35. 35 cũng là dây Mỹ ghim luôn ha. Đây là cái củ dài lắm ha, to. Dạ. Dạ. Rồi cây này không ngã đâu. Không ngã. Rồi. Chiều cao mặt chậu lên là 50. Cái củ nó cuộn. Cái tán ngang nó 40 ha. Vành là 27. Rồi. Em đo cái củ luôn đi. Đo cái củ ngang này giúp anh luôn nè. Cho quý chú mình hình dung là củ này đặc. Cho nên mình đo cũng được. Dạ, cái bệ củ này là nó 41 ha. Dạ. Cái giữa này thì nó to hơn heo chú. Em xong đo ở dưới. Dạ. À. Mã 35 này xin đô là 750.000 ạ. Dân bài. Dạ.
35. 35. 750. Dạ. Khi đi xếp chậu lại có bể thì cũng thông cảm hay chú. Mấy cái này thì mình bó chậu lại thôi. Mấy cái 36 chậu là cây thông núi trái tàn tự nhiên. Rồi. Tàn tự nhiên phải mấy cái này vậy ha. Rồi, tàn tự nhiên như cái mái nhà vậy ha. Dạ. Chiều cao là 35. Tới ngang là 48. Tàn dù tự nhiên cũng được. Dạ. Hoành là 12. Rồi. Rồi, 36 này trên Zalo là 300 ngàn ạ. 300. Dạ. Này nó có bộ kể ha. 36. Rồi, tiếp tục luôn. 37. Yeah. Rồi. Một cái cây đổ mini. Dạ. Đã được ghép mấy màu đây? Dạ, hai màu. Hai đây màu. Là tím tuyết ha. Đây là trắng tuyết. Tím và trắng. Dạ. Tím tuyết thì nó cái màu tím nó nhẹ nhàng em ha. Dạ. Khi đi là cắt ngang đây ha, cắt ngang hết. Màu tươi nhẹ nhàng. Này chiều bay của nó là 28. Dạ. Mình đâu vị trí đây là 17 ha. Rồi. Rồi mã 37 đâu trên Zalo 300 ngàn con gút chậu ha. Chậu này chậu sành, chậu bằng xi măng ha, nặng. Rồi quay bên kia của chú ơi. À xong rồi. Cái dán treo này cũng đẹp luôn chú. Dạ. 300 ngàn mã 37 ạ. Rồi. Ủng hộ cho em xong hay chú. Em xong có tiền mua cái thước. Rồi, tiếp tục luôn. 38. 38. Nó sức cái đầu rồi. Là 27. Dạ. Chiều cao bán tán ngang của nó là cái 27. Hoành là 19 ha. 19. Cái này cũng hai màu. Hai màu. Dạ, cái này tím tuyết, trắng tuyết. Và trắng tuyết ha. Dạ. Khi đi thì cũng cắt gọn ha. Tím tuyết nó đẹp lắm cô chú ơi. Nó kiểu trong sáng nhẹ nhàng thôi. Rồi, rồi mã 38 này con xin giao lưu là 250 ngàn ạ. 250. Dạ, về mình để đổ cũng được, bay cũng được ạ. Dạ. Khi đi thì cắt ngắn lại ha em ha. Dạ. 38. Thì mình ghép nó cho khỏe của chú, cắt ngắn lại theo mình thôi. Nó ra cái được mới. 39 là dễ qua giấy ghép cẩm thạch tím ạ. Cẩm thạch tím, mấy cái dòng này của chú về để bàn nó hết sảy luôn nè. Dạ, mình dòng về. Này là dòng siêu hoa ha, lá nhỏ siêu hoa. Dạ, cái chậu đẹp chưa? Chiều cao là 45. Tán ngang là 31. Dạ. Dạ, hoành là 14. Đó, ai thích mà tím mà đậm đà tí. Dạ. Thì mấy cái này. 39 này xin giao lưu là 250 ngàn. Rồi. 39. 40. Có một cây khá độc đáo, cây sam hương dáng đổ ha mà ha. Dạ. Cây này đổ quá đẹp luôn này. Đúng là thác đổ luôn. 40. Đây là nó cũng có bệ đế ha. Nè, cây sam hương. Đây nó có cái thẹo chút xíu nhưng nó lành nè ha, cái thẹo. Cái này đúng mới đúng là thác đổ này. Dạ. Gan. Đổ là đúng là đúng bạc luôn đó. Cái vách núi dòng thác đổ thẳng từ trên xuống. Dạ, cái chiều đổ của nó tới đây là 78 ha. Dạ. Đổ mười cây dốt ngọn luôn ha, liền lại. Chỉ cần nó đóng cũng đều hết luôn. Mình đầu vị trí này là 20 ha. Dạ. Sâm hương mà cắt thì mình yên tâm ha, mà cắt. Dạ. Mình nuôi nó khỏe cây rồi thì không bao lâu nó bít hết. Dạ, mà 40 này xin giao lưu là 550 ngàn ạ. 550 thôi ha. Dạ, 550. Đi là bỏ chậu ra em ha. Đi gốc chậu ạ. Dạ. 40. Về mình trồng vô cái chậu ống cao như thế này quý chú ơi. Dạ, chậu ống cao hơn nữa chút cũng được. Cao nó cái này nó hút cái chậu nè. Cao khoảng mặt này, 60 á, 560 á, 56 tấc á. Tại sau này cái ngọn đó mình còn lấy ngọn nữa. Nó còn dài thêm khúc nữa. Rồi, tiếp rồi, tục luôn. 41 là cây phôi, cây sam gạo ha, sam gạo này cắt giật rồi. Sam gạo. Dạ, khúc này. Cắt giật ra cái form, mà ra cái form là đẹp sẵn. Dạ, chiều cao là 30. Tán ngang là 35. Mình ở vị trí này là 11 ha. Tổng rồi. Tổng cái bệ này là 45 ha. Rồi giá sau đây. Dạ, 41 này xin giao lưu là 300 ngàn. Sam gạo. Dạ. Rồi. 42. 42. Cũng là cây sam gạo luôn ha. Dạ. Sam gạo này bánh tàng đa được rồi chú ơi. Đa thiên nhiên. Chiều cao là 22. Tán ngang là 38. Cái này hoành thì nó hai thân ha. Đủ. Dạ. Đây.
đờ vị trí một thân rồi ha, một thân là 20, tổng cái bệ này là nó 38 ha. Rồi là 42 là cũng xin Zalo 300.000 luôn ạ. Cũng là cây cuối cùng của clip của ngày hôm nay ạ. Rồi cây cuối luôn em ha. Xin chân thành cảm ơn cô chú mình đã ủng hộ những clip vừa rồi ạ. Rồi mong cô chú ủng hộ em xong tiếp tục ha. Dạ ủng hộ để mua cái thước máy thích vậy. Hẹn gặp lại em ha. Có miếng lá luôn nè cô chú, có nhu cầu thì gọi em ha. Con cảm ơn cô chú đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại tiếp theo.